Những ngày này, bà con nông dân thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Để có những trái sầu riêng ngon, đòi hỏi các thợ hái phải chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, trong đó có việc gõ sầu riêng. Công việc này cũng giúp thợ hái sầu riêng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Vào mùa thu hoạch, các thợ hái sầu riêng làm việc tất bật. Nghề hái sầu riêng khá độc đáo, chỉ cần dùng con dao nhỏ để gõ là biết được độ tuổi của trái. Thông thường người thu hoạch gõ vào các vị trí ở phần cuối và giữa trái để thẩm định độ tuổi của trái sầu riêng. Sầu riêng đúng tuổi, nghe tiếng bột bột là thu hoạch được. Còn nghe tiếng bon bon, nghĩa là sầu riêng chưa đủ tuổi. Với kinh nghiệm, thợ gõ sầu riêng mỗi ngày có thể kiếm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Thị xã Cái Lậy được xem là thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Tiền Giang. Trồng đa dạng giống sầu riêng chất lượng như là ri sáu, mòn thon, vụ thu hoạch năm nay, người trồng sầu riêng ở đây phấn khởi vì bán được giá.